À hết rồi đấy, nhanh nhỉ. Gần 2 năm rồi. Ôi giời, thế à, tốt quá. Đi thẳng luôn rồi chị. Em cứ đi thẳng đi. Thẳng về phố Mây Tơ à chị? Ừ, phố Mây Tơ. Thế chị Mai không ở đây? Không, chị Mai. Bây giờ còn mỗi anh Minh Mai này. Con gái sao ở đây được? Anh Minh, anh Sáng, anh An. Ngày xưa chị Kim có khi còn nhớ nhà ông Đạt phía dưới này. Chị Kim còn nhớ không? Ông Đạt là giám đốc. À, đây, 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 chỗ này. Đấy, nhà 36. Này, 36 hả? Rồi, rồi. Đấy, hồi mua cái nhà này này. Ừ, đấy, cái chỗ đấy. Nhà qua cái chỗ con béo xanh này đi. Đấy, cái chỗ đông đông này này, cái kiện đông đông. Vâng. Chỗ nhà 36. 36 hả? Đây 38. Đây, đây, trên này, đây này. 36. Bán cái gì đây này? Bán cái nhà sơ, đồ sơ sinh này. Mở hé hé kìa. Đồ sơ sinh. Đấy, chui ra cái đứa cháu nó ra này. Đồ sơ sinh này là cái nhà bên đấy mua bên này. Hai nhà này. Đấy, đây nhà này đẹp. Đây này, đấy, bây giờ lâu lắm rồi. Chưa có Đạt ở đây. 40 năm rồi. Đấy, xong rồi là ông Đạt này. Rồi ông B này, bà B này đấy, là lên chỗ nhà chị đánh tổ tôm này. Rồi. Đấy, suốt ngày ở đấy mà. Còn em hồi nhỏ chạy ở đây nè. Dạ trái. Ra cái chỗ đây này. Nhưng mà cái thế hệ của bọn Lex các thứ là không nhớ được. Lex không biết được. Nó không biết được. Em còn chả biết. Đến Thái là không biết thật. Em không nhớ được đi nào được. Bởi vì anh hồi nhỏ còn đấy cho nên hồi Thái là bắt đầu đã chuyển về nhà nàng kia rồi, chị Kim nhỉ? Sắp sửa chuyển, được khoảng 2 tuổi là chuyển rồi. 2-3 tuổi. Em còn nhớ là em còn hồi đấy là cứ cho cái chân ra cái cửa sổ của cái nhà bên 70 ấy. Xong nhìn sang phía bên này chờ mấy em về xong cứ khóc. Xong mọi người cứ đứng ở dưới đường cứ thế là chỉ lên dỗ bảo nín và đi kiểu thế. Ở cái nhà 70 đấy rồi kia bung cổng thang các thứ còn khổ. Vâng. Cái nhà đấy ở phía dưới nó còn nuôi con thỏ đấy. Nước đái rất hôi. Mà nhiều khi là cứ cãi nhau về cái vụ. Nó nuôi ngay dưới gầm cầu thang nhà mình. Nên là nó ấn tượng lắm. Cho nên là khi mình chuyển ra cái đằng đường Giải Phóng ấy chị, là nó rộng rãi mà. Thì thích lắm. Đi thẳng gì nhỉ? Cứ đi thẳng em ạ. Cứ thẳng tuổi. Chị để cho em ngó xe tí nhá. Vâng, ở đâu? Đấy, đi thẳng, đi thẳng đi. Vâng, vâng. Em nói chuyện với Hiền, Hiền nó bảo nhà cháu có xe, chú không phải lo. Em ơi, tốt quá. Nhà đây là bà chị chồng nhà lấy xe không? Thế à, tốt quá. Cơ bản là kiểu lấy xe. Ừ, ông các cháu nó làm đi, bao nhiêu năm nó chọn lắm. Lái không có uống rượu, uống bia gì, lái cho nó an toàn. Em đỗ cứ đi qua đi, cứ thẳng. Qua cái xe này nhá. Qua cái xe này, chỗ ăn bia bên tay phải đấy, cứ đỗ ở đấy. Nếu cái xe nó còn đây mình xem luôn. Ừ. Với lại mua một ít chai nước chị ạ. Mua đây một thùng chai nước. Hả?